Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua cuộc, đội màu hồng. Rồi ơi, vô. Nếu em mà... nói em chơi do anh ói luôn đúng không? Cái gì vậy? Nếu mà người ta đúng là đàn ông, người ta phải nhường nhịn phụ nữ. Ủa, cho chị còn... che cái mặt lại. Hả hồng da. Hello, two. Trời ơi, chị không nói nên lời luôn, chị không đau không? Chị không trả lời luôn. Người theo Linh Dương đang học. Biết luôn chứ không có đau. Anh nhiều lỗ tai luôn. Linh Dương đang học. Trời ơi, khoan cho em hỏi cái lần. Tại vì em mới làm răng, cái nú nó khá bú đó mọi người. Đúng. Nếu mà vô cái miệng là thấy bác sĩ luôn. Hãy cho Ngọc biết thế nào là cuộc đời đi Lộc ạ. Trời ơi. Giải vô liền nhanh lên. Phải ngậm cái miệng lại chứ nó bắn ra mồm đấy. Lọt khoan, lọt. Nãy giờ em có làm gì anh đâu đúng không? Nãy giờ là đến mà thời gian qua là rất khổng lao. Đề nghị bắn tha thiết. Đừng chẳng bị gì vậy? Đừng có nói nó bắn vào mồm đấy. Sao cái này hồi hộp quá. Anh có bắn thì anh bắn là đạn. Nó đau đớn không phải là bắn mà là nhắm. Đó, cái cảm giác của anh là vậy hả cưng? Vậy thôi chứ. Không có bắn. Có vậy thì nó mới đã, hiểu không? Không biết lúc nào á. Trời ơi. Lực ơi. Bắn lên lực. Không. Lần đầu tiên tha thiết được bắn hả? Em mệt lắm rồi đó, trời ơi, lắm quá, em mệt quá. Thiệt á anh luôn. Thiệt á anh luôn. Bây giờ tới lượt ai? Thấy điều gì rồi chưa? Thấy hậu quả gì rồi chưa? Trời ơi. Có tâm với anh chị đi mấy đứa ơi. Không sợ. Liên Hoa. Vô. Quá. Nhạc gì đâu mà tình đàn tình đàn hòa hợp vậy? Sao làm cái chuyện gì mà có lỗi với người khác đi qua? Ủa sao cái người thắng mà thấy không có vui vẻ gì hết trơn vậy? Hãy bắn đi. Ủa bắn chưa? Biết bắn không? Ấn vào đây là bắn anh. Bắn vào đâu? Không được có. Ấn vào cái này đúng không? Để lâu giống như chị nãy cảm giác nó khó tả lắm. Không chị ơi. Nó có nhìn, nó có cho nhìn thấy cái gì đâu mà khó tả. Anh giờ anh bắn này. Ok. Sao mà đó? Ủa sao anh yếu nhở? Cái này đơn giản. Cái này là... Em là... xa nó tué ra đó. Em hả? Bắn đi. Nhanh lên. Vô. Ui dồi ôi. Phụt. Ai cũng nhẹ. Con bé Ngọc là bị nặng. Như vậy là ngày nay chúng ta chơi rất là vui và phạt cũng rất là này nọ. Thì Luật thấy Ngọc hôm nay chơi như thế nào? Quá nhiệt tình. Ủa sao mà thường anh chửi bới tèo dữ lắm mà? Quá nhiệt tình, đây là một cô gái mạnh mẽ và nhiệt tình. Nhiệt quyết. Tôi nghĩ là tương lai cô gái này sẽ còn phát triển đều đặn. Thôi anh ơi. Thưa anh, thấy thương em không? Chúc cho Cdac Food của em làm ăn phát tài nha. Ủa, một ngàn ly. Thêm không anh? Anh ủng hộ em 100 ly chứ. Thêm 100 ly nữa không? Chưa, ủng hộ mọi người luôn. Tôi đã kêu 100 ly tôi mời. Đâu mọi có người rồi. Thôi có rồi, đừng nói vậy. Rồi bây giờ Lan thấy hôm nay chơi sao? Dạ em thấy vui, ý là đó giờ em chỉ coi cái chương trình này qua TV thôi, nhưng mà lần đầu tiên hôm nay em được trải nghiệm, em thấy vui thật sự. Cảm ơn Lan đến với chương trình ngày hôm nay. Rất vui. Tuyệt vời. Vẫn không bể. Tuyệt vời. Không bể luôn. Thôi em phải bóp. Wow. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào đón Tiến Luật. Hôm nay chúng ta là trong trang phục lông chuột đó nha. Chắc là mấy bạn nữ là mấy con mèo rồi. Đúng vậy. Xin giới thiệu một con mèo đến từ quận 9, Ninh Dương Lan Ngọc.
Thúy Lương. Trời ơi. Ba con mèo đã xuất hiện. Mỗi người một nhân sắc khác nhau. Mời Phân dạng 10. Không. Không, 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 không. Tao không nói vậy, đừng nói vậy. Tội hai đứa bên kia bên. Bên kia bên 8, bên 10. Bên này có 2, bên 3 thôi. Bên này có 2, bên 3 thôi. Sát vô đây là được 8, trên 10 hoài. Quan trọng là mình vui thôi. Đẹp thì cũng được. Không đẹp thì thôi. Không đẹp thì thôi. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón Phương La. Trời ơi, trời ơi, sức lửa hồng loè. Trời ơi. Ủa con này con gì vậy? Không phải con mèo. Mình là trong hình hài con mèo chứ không phải con ngựa nha Lan. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống luôn là muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngày luôn phải cố gắng có những người ta nghĩ như vậy là đẹp. Em thấy mấy bạn như màu. Tại vì đây là cái chương trình em rất là thích luôn. Cho nên là hôm nay em muốn có một cái sự gì đó nó nổi bật cho dòng họ nhà em coi. Nổi bật cho dòng họ nhà coi. Dạ, tại vì dòng họ của em rất là thích chương trình này. Mà lần đầu tiên em được xuất hiện nữa. Cho nên là mọi người đã chờ đón cái này rất là lâu rồi. Là cái cách ra của em hồi nãy là ấn tượng. Dạ đúng rồi, em ra một cái là dòng họ em biết là thương hiệu của em. Dòng họ của em coi có nhận xét gì về mọi người không Lan? Dòng em nói gì về anh Luật? Mấy đứa cháu em thì nhớ anh Luật khá nhiều. Tại vì có nhiều khi mỗi lần mà tới chương trình xuất hiện á, thì mấy đứa cháu nói là mỗi chương trình có ông Thọ, chương trình có ông Thọ là biết cho chương trình này. Tức là không có tóc á. Ông Thọ người ta tốt đó. Xảo lắm mà. Ý em là anh Luật không tốt hả? Được không? Thôi 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 thôi. Không, đừng có nói như vậy. Ông Phước với ông Lộc buồn. Không có rau. Rồi mọi người nói gì về Lâm Vĩ Dạ? Mọi người ở nhà ai cũng thích mấy chị đó. Mọi người chơi vui. Em thấy mọi người vừa chơi vui nè. Vừa chơi dơ, vừa chơi lầy. Vừa chơi dơ, vừa chơi lầy. Nhưng mà quan trọng là mang cái tính giải trí nhiều cho quý vị khán giả. Vậy là thích mấy chị ở đây chứ còn thì mấy anh là không có thích. Thì hôm nay em xuất hiện rồi. Hy vọng em cũng có thể chơi dơ, chơi lầy. Dạ. Cũng mang tới vị trí giống như tụi anh. Dạ, mấy em chơi hết gà hết số với mấy anh chị luôn. Mấy bạn nào khách mời mà vô nói chơi hết gà hết số là không bạn nào còn số về luôn á. Không bạn nào còn số về luôn. Với lại toàn thua thôi. Cái dầm mà toàn thua thôi. Thì bây giờ đã có một gái xinh rồi. Chúng ta sẽ chào đón một trai đẹp nữa. Wow. Xin giới thiệu tới quý vị một nghệ sĩ, một diễn viên. Wow. Một CEO thành đạt. Wow. Là người đang nắm giữ trong tay một tập đoàn kinh doanh kiếp mạng lưới phủ khắp nơi. Wow. Và hiện tại anh ấy đang chuẩn bị thâu tóm các chuỗi ngân hàng khác và chuẩn bị mở toàn thế giới. Sắp tới anh có một quầy bán hàng tại tòa nhà Manhattan ở bên Mỹ. Manhattan. Manhattan New York đó. Dữ dàng. Xin giới thiệu. Có khoan, có gia đình chưa anh? Đã có gia đình rồi. Oh, Lan Ngọc ơi, muộn rồi. Tiếc quá. Chúng ta cùng chào đón đại gia mắm tôm Mạc Văn Khoa. Mời em. Làm gì vậy? Khoa, Khoa. Ra bình thường thôi Khoa. Khoa, ra bình thường thôi. Không, em ra kiểu dễ thương anh. Không, không được. Dễ thương. Không, em rất là vui khi được tới với lại bảy nụ cười xuân. Và em còn vui hơn nữa khi em được hóa trang thành một con chuột anh ạ. Con em ở nhà biệt danh cũng là chuột. Cho nên là hôm nay em cố gắng làm một con chuột bố thật là dễ thương để cho con em có ấn tượng tốt về em ạ. Mai mốt anh Giang mà giới thiệu mình giảm bớt 99% lại. Ủa sao vậy? Chứ đâu mà CEO đẹp trai gì đó, tập đoàn Manhattan gì Manhattan. Ôi chị, em thì lâu lắm mới gặp nhau mà sao chị lại dành những cái lời nó không tích cực cho em như thế? Phải, tại nãy anh Giang anh tưng lên quá. Tụi chị cũng hy vọng một cái điều gì đó mới mẻ lắm. Đúng, thật ra là cũng xì. Mà còn thơm nữa, mắm tôm thơm. Ủa, ai hiện tại nó thành công hơn mà ông Khoa? Không, em không thành công đâu anh ạ. Không, em nhận đi, dạ. Thành công. Em không, có không, gia đình, có con cái, có một hệ thống 38. 38? Ê dạ. Hơn gì 38 anh? 38. Nhà có hồ bơi. Hồ em bơi nào anh? Có hồ bơi, tôi qua bơi lần rồi. Hồ bơi rộng không anh? Rộng. Bao nhiêu mét vuông anh? Khoảng 40 mét vuông. Cái hồ đấy là đệm chứa mắm tôm anh hiểu không? Hồ đấy là mắm hết tôm anh hiểu không? Hồ đấy là mắm hết cho nên em mới xả nước và em rửa tự nhiên anh qua anh nhảy xuống bơi.
thường thường là anh tới là phải có cái hồ để đổ mắm tôm, tại mỗi lần cả tấn mắm lận. Nghĩ đi, một cái nhà mà chứa hồ mắm tôm mà cỡ đó thì em biết là buôn bán cỡ nào. Đó, đang bán cỡ luôn. Người ta khoe nhẹ nhàng thôi. Mọi người nhìn mặt em không nghĩ có tiền anh ạ. Bây giờ ví dụ nhà trích tiền, trích vàng này, trích hột xoàn này, trích tiền này, trích gì đấy, người ta còn giàu. Chứ không ai nói nhà chứa mắm tôm mà giàu hết anh. Giàu chứ. Cái vấn đề chúng ta giàu đây không phải là giàu tiền, giàu bạc. Giàu tấm lòng. Giàu tình, giàu nghĩa. Dạ. Thưa quý vị thân mến, hiện tại anh em đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi xin cúi đầu chào mừng quý vị đến với chương trình 7 nụ cười. Cười xoa. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay chúng ta có hai khách mời rất là dễ thương, Mạc Văn Khoa và Phương Lan. Không cần phải chia đội thì đội mình mạnh lắm đó chị, không ai có thể địch lại đâu, không ai có thể địch lại đâu. Không ai có thể đấu lại đâu. Không biết lượng sức, chứ đừng có nói cái chữ mà không ai địch lại. Nếu mà nói về sải chân thì chân anh làm sao dài bằng sải chị Ngân em. Đúng vậy. Ở đây chú. Ở đây chú. Anh thử xem. Chị em lên phải luôn chị. Chị em lên phải luôn chị. Hết da hết xuống cái này chị, hết luôn. Không hết nổi ai, không hết nổi. Vậy thì anh nghĩ sao anh qua được Khoa Khôi Cầu Bình Lợi? Của em cũng chỉ là một con bát thơm lừng thôi. Hửi đi. Nói gì? Tụi em không chia đội đâu. Tụi em như vậy cơ. Trời Ngọc. Không chia đội, không chia đội. Không chia đội, không chia đội. Không. Bỏ đi em, bỏ nha. Cưng. 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 Bốn nữ. Nè, phô mai nè. Bốn nữ chơi ba nam. Lần này có ai địch ai nè. Rồi, bây giờ vậy. Hiện tại chúng tôi có thăm số 1, số 2. Ai bóc số 1 thì về số 1, ai bóc số 2 thì về số 2. Nhưng các cô muốn như thế nào? Chúng tôi muốn tự chơi. À, tứ đại mỹ nhân đó hả? Đúng rồi, công bằng. Tam đại nam vương. Rất hay. Có hối tiếc về về sau này không? Dạ không, dạ không. Cái mặt mình dễ thương chút. Phạt là phạt nặng. Sau này khi có điều gì xảy ra đừng quay qua nói mấy anh ơi em mệt quá tha cho em đi. Không tha. Không có đổ thừa, không đổ thừa gì nha. Trò chơi đầu tiên sẽ là trò chơi kéo co nha mọi người. Kỹ, bàn họp đi. Chưa gì nhát cơ. Ôi, chưa gì nhát. Họp bàn suy nghĩ đi. Hồi nào bây giờ chơi luôn. Họp bàn suy nghĩ đi. Người ta nói là tam nam bất phú chứ tứ nữ bất bần, tứ là nữ là không lắm. Bao giờ đúng rồi, không bao giờ nghèo thôi chứ giờ không có nói không mấy chị cứ thoải mái đi, không bao giờ nghèo bất bần là khỏe sẵn sàng gì đó, sẵn sàng nghèo sẵn sàng sẵn sàng giàu về sức mạnh giàu về tinh thần. 2, 3 yeah. Thế vậy chúng tôi sẽ đón bốc thăm quý vị, không bốc thăm nữa, không hối tiếc, không hối hận. Họ đã lựa chọn bước vào đường u tối. Họ đã lựa chọn. Họ đã lựa chọn đường đau khổ. Anh coi coi bên này màu sắc vậy làm sao u tối được. Họ đã lựa chọn con đường không về nhà với gia đình. Và bây giờ chúng tôi cho họ được quyền lựa chọn sự đau thương ấy. Trò chơi đầu tiên xin được phép bắt đầu. Bộ sưu tập Running Man Việt Nam chính thức mở bán ngày 10 tháng 10. Đặt hàng ngay tại vshop.vn.